Ayu, sao cô lại đưa hắn đến? Khởi bẩm quận chúa, theo ý chỉ của người, Cầm sư Tô Ma đã sửa xong đàn không hầu, nô tỳ đưa hắn đến điện chính thỉnh an người. Tối nay Tô Ma có thể đàn khúc trăng kính hồ, giúp quận chúa ngủ ngon. Không cần đâu. Nếu quận chúa không thích tiếng đàn không hầu mà hắn đàn, thì Tô Ma cũng đành các nhạc cụ khác. Từ lúc quận chúa lên tháp, chưa lúc nào được ngủ ngon. Không còn sớm nữa, các em đi nghỉ cả đi. Vâng. Mẫu phi, không ngờ qua nhiều năm sau vẫn được nghe thấy khúc trăng kính hồ. Ngài có biết nô bộc trong điện Thái Tử Phi tìm từ đâu tới không? Trừ A Du và Diễu Nhi, những nô bộc còn lại đều được lựa chọn kỹ lưỡng từ năm dương phủ khác. Quận chúa, quận chúa, sao vậy? Đi ngủ thôi. Ừ. Quận chúa có tâm sự sao? Chỗ em có danh sách chọn nô bộc cho điện Thái Tử Phi không? Em biết họ được chọn lên tháp thế nào không? Quận chúa, sao tự dưng người lại hỏi chuyện này? Danh sách thì nô tỳ có, nhưng còn làm sao để được chọn lên tháp thì nô tỳ không rõ. Chắc là đại tư mệnh chọn. Ta chỉ tò mò thôi. Em luôn đi nghỉ đi. Vâng. Lần Nhi, xin thỉnh an cửu phụ. Lâu lắm còn không đến chỗ cửu phụ. Cửu phụ tìm Lân Nhi có chuyện gấp gì ạ? Cũng không có gì, chỉ là thấy nhớ con. Lân Nhi, dạo này con gầy đi rồi. Muội muội ta cũng là mẫu phi con, đã mất từ sớm. Chắc Bạch Dương không chăm sóc con chu đáo. Không có đâu cửu phụ, phụ Dương rất tốt với con. Chỉ là mới đây tỷ tỷ lên tháp, không biết có ổn không? Con thấy hơi nhớ. Cửu phụ biết, tuy con và Bạch Anh không chung một mẹ, nhưng tình cảm rất tốt. Tỷ tỷ đến núi không tịch học võ 3 năm, vốn tưởng là tỷ ấy trở về thì có thể bầu bạn với con. Ai mà biết vừa về phủ được mấy hôm đã phải lên tháp. Lân Nhi, con thật sự nhớ tỷ tỷ con à? Con nhớ tỷ tỷ con đến thế, thì cửu phụ sẽ nghĩ cách sắp xếp cho con lên kính tháp gặp con bé. Thật sao cửu phụ? Đương nhiên.
Nhưng mà phụ dương nói tỷ tỷ ở trên kính tháp, đến cả người nhà cũng không được tự ý đến thăm. Phụ dương con sao? Con yên tâm Lân Nhi, cửu phụ chắc chắn sẽ nghĩ cách sắp xếp ổn thỏa. Không chỉ giúp con được lên kính tháp, mà cửu phụ cũng đã chuẩn bị quà cho tỷ tỷ của con, là rượu ủ mà tỷ tỷ con rất thích. Lân Nhi cảm ơn cửu phụ. Đại sư mệnh, nghe nói trong đám nô bộc trên tháp có người có tật ở mắt, có đúng vậy không? Bẩm điện hạ, đúng là vậy. Vậy có thể cho hắn xuống tháp rồi đổi người khác không? Nô bộc trên tháp sẽ có quan sự vụ sắp xếp định đoạt, điện hạ không phải lo chuyện này. Quan trọng nhất là điện hạ phải học hết những lễ nghi phép tắc. Ta không có quyền quyết định đi hay ở của người này, thì có thể bảo y quan chữa trị mắt cho hắn không? Xem ra điện hạ vẫn không hiểu sự khổ tâm của ta. Tiểu, đoán xem đây là ai? Lân Nhi, trò này chỉ có muội thích chơi trên kính tháp này, đâu ai dám đùa thế với ta. Tỷ tỷ lâu ngày không gặp, tỷ vẫn ổn chứ? Vẫn ổn. Tỷ tỷ toàn vậy thôi, tâm sự gì cũng giấu trong lòng. Trước đây tỷ tự do tự tại quen rồi, nay suốt ngày bị nhốt trong kính tháp, chẳng đi đâu được. Cuộc sống rất khô khan nhỉ? Phải rồi, trên kính tháp này không được sự cho phép của đại tư mệnh thì không được lên. Sao muội lên được? Muội Tô Ma, mau đến tham kiến điện hạ và tiểu quận chúa. Tham kiến điện hạ, tham kiến tiểu quận chúa. Trên kính tháp có giao nhân sao? Tỷ tỷ không thích loại hoa này. Trên kính tháp không có hoa tuyết anh sao? Bẩm tiểu quận chúa, đại tư mệnh đã dựa theo sở thích của quận chúa trồng hoa tuyết anh trên kính tháp, chỉ là giờ vẫn chưa nở, mong chờ hoa tuyết anh nở quá. Ngươi bỏ hoa ở đó rồi đi đi. Hoa nở rồi cũng sẽ tàn, không nở thì còn mong chờ được. Muội đã mang đến cánh hoa tuyết anh đã nở từ năm trước đến cho tỷ này, còn sai người xử lý sẵn để tỷ tỷ bỏ vào túi thơm, như thế sẽ không lụi tàn. Mong là người và vật đều sẽ được tốt đẹp mãi. Người vừa nãy có tật ở mắt đúng không? Mắt hắn bị thương rồi. Phải rồi, hôm nay muội đến tìm ta, có phải là phụ dương có chuyện gì rồi không? Là Hồng Diên tỷ tỷ, hôm nay tỷ ấy sẽ cùng Lam Dương làm lễ thành hôn. Ở trên kính tháp này chẳng nhớ nổi thời gian. Hôm qua muội đã gửi quà tỷ tỷ chuẩn bị đến phủ của Hồng Diên tỷ tỷ. Tỷ ấy nói mong tỷ tỷ sẽ được như ý nguyện. Bọn ta có chung một lựa chọn, sao có thể như ý nguyện được? Tỷ và Hồng Diên tỷ cứ luôn có nhiều tâm sự, có phải là vì người mà hai tỷ sắp gả đều không phải là người hai tỷ thích không? Lân Nhi không còn là trẻ con nữa, cũng biết rõ nhiều chuyện. Đã không phải là quyết định mà hai tỷ muốn thì tại sao không từ chối? Là hoàng tộc, có nhiều điều khó xử lắm. Nếu đến cả dương tộc cũng không quyết định được tình cảm của mình thì ai làm được chứ? Phải rồi, ta có một lá thư muội đưa cho phụ dương giúp ta, để người được yên tâm. Nhưng mấy nay phụ dương không ở trong phủ, không biết khi nào về nữa. Không có ở trong phủ, nghe nói là ở Diệp Thành phát hiện ra hành tung của lính Thương Lưu,
Phụ Dương đi điều tra rồi. Lẽ nào Thương Lưu muốn khai chiến với Không Tan? Thôi tỷ tỷ, hai tỷ muội chúng ta khó khăn lắm mới được bên nhau, đừng nói mấy chuyện lớn lao đó nữa, được không? Phải rồi, tỷ đoán xem muội mang gì đến cho tỷ. Đây là củ ôn nhưỡng mà trong phủ mới ủ, muội cố tình mang đến cho tỷ tỷ nếm thử đó. Muội biết tỷ tỷ không muốn làm thái tử phi của Không Tan, chắc chắn thấy phiền muộn trong lòng, chi bằng uống say một phen, ngày hôm sau tỉnh dậy sẽ quên hết cả. Mau cầm lấy. Đa tạ muội Lân Nhi. Quận chúa, tiểu quận chúa, không còn sớm nữa, lát nữa đại tư mệnh sẽ qua đây. Tỷ tỷ, vậy muội đi đây. Muội không biết có còn cơ hội lên tháp nữa không. Tỷ phải bảo trọng đó. Muội cũng vậy, phải bảo trọng. Là Dương tộc Không Tan, chúng ta vốn thân bất do kỷ. Chúng ta là Dương tộc Không Tan, nhưng vận mệnh là của chính chúng ta, tại sao phải để người khác nắm giữ vận mệnh của mình? Để thực sự muốn gả cho người mình không yêu, suốt đời miễn cưỡng chính mình sao? Quận chúa, không còn sớm nữa, chúng ta nên đến điện phụ học lễ nghi thôi. A Du, đừng bận rộn nữa, mà đi nghỉ đi. Nô thì thấy công chúa ngủ không được ngon, nên đã kiếm hương an thần giúp quận chúa ngủ ngon. Không cần đâu. Em sao vậy? Từ sau khi em lên kính tháp, ta cứ thấy em có một bầu tâm sự. Không lẽ em muốn xuống tháp à? Không ạ. A Du muốn mãi mãi hầu hạ quận chúa. Chỉ là dạo này cứ thấy Tô Ma vì mắt có vấn đề mà hành động bất tiện, mấy lần suýt ngã ra lan can. Hắn không thể một mình xuống tháp, không có cách nào chữa trị, cũng làm việc ở kính tháp, khiến A Du thấy tội quá. Chuyện này thì ta sẽ nghĩ cách. Dân xem ra điện hạ vẫn không hiểu sự khổ tâm của ta. Đã không phải là quyết định mà hai tỷ muốn, thì tại sao không từ chối? Dạo này cứ thấy Tô Ma vì mắt có vấn đề mà hành động bất tiện, phải cẩn thận chứ, mà mấy lần suýt ngã lan can. Quận chúa, người muốn tự mời y quán đến chữa mắt cho người nô bọc kia sao? Mắt có vấn đề, đương nhiên phải kiếm người đánh chữa. Quận chúa,
Bạch Dương điện hạ có dặn nô tỳ là phải thật cẩn thận, không được có hành động sai sót. Người phái người chữa mắt cho nô bọc kia, nô tỳ lo là sẽ bị đàm tiếu. Chỉ là chữa mắt thôi, đàm tiếu gì được. Hơn nữa, lẽ nào ở trên kính tháp ta chẳng thể làm được chuyện nhỏ này sao? Nhưng mà... Được rồi Diễu Nhi, mang đi đi. Chữa mắt thôi mà, không cần làm quá. Vâng. Sao vậy? Thanh Dương đại nhân, Sư Bành đại nhân cầu kiến. Sắp tới sẽ đánh vào Không Tan, đến chừng đó vẫn cần Thanh Dương đại nhân trong ứng ngoài hợp. Qua mấy hôm nữa, đến ngày đại hôn, sức mạnh của Hoàng Thiên Hậu Thổ hợp lại, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng. Trước đây hai ta luôn trao đổi qua thư từ, không ngờ hôm nay lại đích thân ghé thăm. Ta đã phái người lẻn vào kính tráp, phong ấn của thái tử sẽ được giải trừ nhanh thôi. Đại nhân không phải lo. Bọn ta nghĩ người ngoài không đáng tin. Thanh Dương đại nhân làm sao chắc chắn sẽ không có sai sót? Người này ở Tinh Hãn Dân Đình, thái tử phi đã chỉ đích dân muốn đưa hắn đi, thậm chí còn quay lại cứu hắn. Chuyện phá bỏ phong ấn của thái tử phi, hắn là hợp nhất. Mong là thế. Một khi bên ngài thành công, ta sẽ lập tức công thành. Sau khi xong chuyện, ngài sẽ có được thứ ngài muốn. Nếu ngươi không làm theo lời ta dặn, ta không chỉ lấy mạng ả, mà còn khiến những người khác từng người một chết trước mặt ngươi. Ngươi muốn cậu ấy làm gì? Cứ để ta làm. Cô à, cô thì không được. Dì Như, con nhất định sẽ cứu dì và mọi người. Tô Ma, có phương thuốc rồi. Cô ấy thực sự giúp ta chữa mắt. Cô có thể nói ta biết tên cô không? Ta tên A Lân, đi đưa túi thơm cho thái tử phi. Tại sao thái tử phi lại giả làm nô tỳ? Là cô ấy. Y quan nói mắt của Tô Ma là do rượu độc gây ra. Cô là A Lân. Là ta. Phải thấm tấm vải này vào thuốc à? Ừ. Sao mắt ngươi bị thương vậy? Trước đó nhìn phải giật sáng quá, vô tình làm mắt bị thương. Thuốc đã xong chưa? Xong rồi, ta đắp giúp ngươi. Được. Cô là thị nữ thật à? Đương nhiên rồi. Tay nghề thế này chắc là bị chửi nhiều lắm. Xong rồi, ta đi đây. Hôm nay là 15,
Trăng rất tròn. Chúng ta đi ngắm trăng đi. Người còn chẳng thấy đường, ngắm trăng kiểu gì? Cô thấy mà. Giờ mọi người đã nghỉ ngơi, sẽ không bị ai phát hiện. Cô có thể dẫn ta qua đó không? Hóa ra ánh trăng thấy được trên kính tháp là khác hẳn. Dùng phiến lá tinh thần đại hải này xem, sẽ thấy được thứ đẹp hơn. Tinh thần đại hải, lá này còn có tên à? Nhìn kiểu gì đây? Chưa từng ngắm trăng kiểu này. Nhìn thấy thế này rất giống nhìn thấy đại dương, đúng không? Ta chưa từng thấy đại dương. Ngươi từng thấy à? Đẹp thật đó, y như đại dương vậy. Thần kỳ quá. Không phải các con nói chưa từng thấy đại dương à? Sao biết đại dương trông thế nào? Không sợ ta lừa sao? Ta cũng chưa từng thấy. Ta chỉ nghe người ta nói dùng cái này thì sẽ thấy được. Người đó là người nhà ngươi sao? Ngươi cầm lá đi. Ta đã không còn người nhà nữa rồi. Mẫu thân ta qua đời từ rất sớm. Xin lỗi. Có gì để xin lỗi đâu. Đâu phải cô khiến ta mất người nhà. Ta không nên nhắc chuyện buồn của ngươi. Đã qua lâu rồi, không còn cảm giác nữa. Vậy sao? Thật ra hồi ta còn rất nhỏ, mẫu thân cũng đã đi. Nhưng bây giờ ta hay nghĩ, bà ấy ở bên đó sống có tốt không? Lúc chỉ có một mình, bà ấy có thấy cô đơn không? Ta thực sự phải làm hại cô ấy sao? Cô về trước đi. Ta muốn ở thêm lúc nữa.
Ta tên A Lân. Nghe nói Phụ Dương đã đến Diệp Thành. Con gái chị đành ở trên kính tháp này, kính người một ly từ xa. Ai? Ngươi đến thăm ta sao? Ngươi biết ta là ai không? Ta biết. Cô là người của Bạch Dương Phủ. Ta tên Bạch Anh. Ngươi nhớ chưa kỹ? Ta tên Bạch Anh. Nhớ rồi. Cô là Bạch Anh. Vậy ngươi đến thăm ta sao? Ta không đến thăm cô. Ta cũng đúng. Trừ Lân Nhi ra, cũng đâu có ai đến thăm ta. Họ bỏ lại mình ta ở trên kính tháp này. Ta muốn xuống tháp. Xuống tháp? Cô không muốn làm thái tử phi à? Thái tử phi? Không quen. Dù sao ta cũng không muốn ở lại đây. Ta chỉ muốn đi. Đi tìm. Hoa tuyết anh nở rồi sao?
sắp nở rồi. Lúc ta ra đời, đúng lúc hoa tuyết anh nở, cho nên ta cảm thấy chỉ cần thấy hoa tuyết anh nở là sẽ có chuyện tốt xảy ra. Khát, khát quá. Nào, ta luôn cảm thấy, từng gặp ngươi ở đâu rồi? Ở đâu nhỉ? Quận chúa, cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Đa tạ. Sao em nhìn ta như vậy? Đêm qua có phải là quận chúa lại uống rượu không? Bị đại tư mệnh biết được thì sẽ trách phạt người đó. Hôm qua là ai đưa ta về tẩm điện? Nô tỳ không rõ nữa. Đêm qua vốn chỉ là A Du trực, sáng nay lúc nô tỳ đến tẩm cung thì quận chúa đã nằm ở đây rồi. Lẽ nào là ta tự về? Quận chúa, sau này người không được uống rượu nữa. Nô tỳ bảo ngự thiện phòng làm thêm ít điểm tâm, đều là món quận chúa thích ăn. Hôm nay học xong sớm, nô tỳ cùng người ra dùng qua. Quận chúa, nô tỳ cảm giác dạo này tâm trạng người tốt hơn nhiều. Có sao? Có chứ. Mấy ngày vừa mới lên tháp, người cứ suốt ngày cao mày. Mấy này thì trông vui tươi hơn nhiều. Phải rồi, mấy hôm nay sao không thấy Tô Ma? Hắn đến điện phụ rồi, nói là chữa khỏi mắt, có thể làm được việc nặng. Đến điện phụ sao? Đúng vậy. Nô tỳ cảm thấy tên Tô Ma này hơi kỳ lạ. Người khác thì chen nhau để đến điện chính, còn hắn thì chủ động xin đến điện phụ. Hắn đến điện phụ là vì tránh né ta sao? Đã chữa khỏi mắt rồi thì nên mau chóng xuống tháp, kiếm cách khác.
Điện hạ. Mắt ngươi khỏi rồi sao? Nhờ ơn điện hạ chăm lo, mắt ta đã khỏi bệnh rồi. Giờ ta muốn đến Tàng Thư Các một chuyến, ngươi đi cùng đi. Tàng Thư Các này là cấm địa của Kính Tháp, không được cho phép thì không thể vào. Vậy cô dù sao cũng không ngủ được, nên đến đây kiếm sách đọc. Phải rồi, ngươi có muốn đọc sách gì không? Điện hạ cứ xem sách mà cô muốn đọc là được. Đa tạ. Bích Lạc Hải, đây là nơi thủy độc các người sống hả? Bích Lạc Hải này có phải đẹp hơn trong hình này không? Ta chưa từng đến Bích Lạc Hải. Vậy ngươi sinh ra ở Dân Quang à? Ngươi có sẵn lòng kể chuyện gì ngươi cho ta nghe không? Chuyện của ta không được hay lắm. Ngươi lúc ở Tinh Hãn Dân Đình, lúc ở Bạch Phủ, rất khác với bây giờ. Ta muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta tưởng cô không còn nhớ ta nữa. Ta cứ tưởng cô luôn coi ta là người xa lạ. Chúng ta vẫn luôn là người xa lạ. Điện hạ có biết A Lân không? Cô ấy luôn giúp đỡ ta, còn kể tâm sự của mình cho ta nghe. Cô ấy là bạn tốt của ta. A Lân may mắn thật, có thể coi ngươi là bạn. Cảm ơn cô đã coi ta là bạn. Cô cứ coi như mắt ta chưa khỏi đi. Cô cũng không phải Thái Tử Phi. Được. Muộn vậy rồi, ai ở Tàng Thư Các vậy? Ai ở đây đó? Chăm chỉ thế, ta nhường chức Thái Tử cho nè. Ai? Đứng lại. Đứng lại, đứng lại. Là ngươi à? Cái người ở Tinh Hãn Dân Đình. Nhận nhầm người rồi. Ta không nhận nhầm người đâu. Ta tận mắt thấy ngươi cứu vị nữ hiệp kia. Nói đi, sao ngươi lại ở đây? Ta phụng lệnh Thái Tử Phi đến Tàng Thư Các lấy sách. Sách đâu? Không tìm thấy. Kính Tháp là cấm địa của Không Tan. Sao ngươi lên được đây?
Ngươi nghĩ ta lên kiểu gì? Đừng nói ngươi là thái tử thật nhé. Ta chính là thái tử không tan. Ta cũng chẳng tin nổi. Khéo dữ vậy. Nếu không có việc gì thì ta đi trước đây. Thái tử phi có khỏe không? Thái tử có thể tự đi xem thử. Trước ngày đại hôn, ta không được gặp cô ấy. Ta rất tò mò, cô gái mà ta sắp cưới là người thế nào? Nếu thái tử phi không như ngài nghĩ thì ngài không cưới nữa sao? Nếu cô ấy không phải đối tượng mà ngài dự ý, lẽ nào ngài sẽ cho cô ấy tự do? Đó là đại tư mệnh và những hoàng thiên hậu thổ quyết định. Cho nên cứ chấp nhận số phận đi. Sao cứ tò mò? Điện hạ, ngươi trốn đi kiểu gì? Hắn ta biết ta là nô bộc của thái tử phi, cho nên cho ta đi. Hồi đầu ngươi làm thế nào mà được chọn làm nô bộc? Ta không hề tự nguyện lên tháp. Dưới tháp vẫn có người đang chờ ta. Mắt ngươi đã khỏi bệnh rồi, có lẽ nên xuống tháp thôi. Ta vẫn còn nợ ân tình của điện hạ. Ta sẽ trả lại. Điện hạ nghỉ ngơi sớm đi. Tốt nhất hãy nhớ giọng ta. Ra tay lúc ngắm trăng. Tại sao không ra tay? Ngươi mềm lòng rồi sao? Thành Dương không muốn đợi quá lâu, nghĩ cách vào điện chính tiếp cận thái tử phi. Ta ở Bạch Dương phủ nhiều năm, chỉ vì ngày hôm nay Thành Dương đã thương mắt ngươi, là để thái tử phi thương xót ngươi. Rượu đã chuẩn bị xong rồi, hai ta không ai thoát được. Nhưng lúc đêm nay cô ta say rượu, không hoàn thành nhiệm vụ thì tất cả đều phải chết. Quận chúa, đồ tỳ đã thắp hương an thần, giúp quận chúa ngủ ngon. Em cũng nghỉ ngơi sớm đi. Vâng. Rốt cuộc cô đã làm gì? Thanh Dương chọn sai người rồi. Ngươi luôn xuất hiện không đúng lúc. Chuẩn bị sẵn giúp ngươi mà ngươi còn chẳng làm được. Thà để ta tự ra tay. Dạo này quận chúa khó ngủ quá. Tối nay sẽ ngủ rất ngon. Điện hạ. Điện hạ. Đắc tội rồi.
Thomas. Thomas. Điện hạ, cô tỉnh rồi. Cô đã trúng độc nhện quỷ linh. Tối hôm đó, người rót nước cho ta không phải Diễu Nhi, là ngươi. Hôm đó cô uống say quá, ta chỉ đành đút cho cô uống nước. Cảm ơn. Miệng ngươi sao vậy? Ngươi dẫn độc của nhện quỷ linh vào người mình rồi sao? Không sao, không phải lo. Ta sẽ nghĩ cách ép độc tố ra. Nếu ngươi có cách thì sẽ không dẫn độc lên người mình rồi. Điện hạ đã tỉnh lại thì ta đi đây. Ta bảo Diễu Nhi đến hầu hạ. Vào đi. Đây là thuốc quận chúa bảo ta đưa ngươi. Đa tạ. Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại vừa khéo biết được quận chúa trúng độc? Nhện quỷ linh có phải là ngươi đem đến hại quận chúa không? Không phải. Tốt nhất là thế. Thomas, ta nói ngươi biết, quận chúa rất tốt với ngươi. Tốt nhất ngươi tự lo thân mình, đừng phụ lòng tin của quận chúa. Lúc ta ra đời, đúng lúc hoa tuyết anh nở rộ, cho nên ta cảm thấy chỉ cần thấy hoa tuyết anh nở là sẽ có chuyện tốt xảy ra. Trước khi xuống tháp, đây là chuyện cuối cùng ta làm cho cô. Thomas, là ta. Cuối cùng huynh cũng đến. Không ai đi theo chứ? Không. Chuyện bảo huynh điều tra đã có chưa? Ta bẩm báo chuyện này cho các trưởng lão rồi. Các trưởng lão đã phái người đi tìm kiếm Dì Như ở Kính Thành. Thành Dương vẫn còn ba nhà lao bí mật ở Kính Thành. Có lẽ Dì Như đang ở một trong số đó. Chỉ là sau lần mọi người xông vào Tinh Hãn Dân Đình, nhà lao được canh gác kỹ càng hơn. Cứu người e là không dễ. Chỉ cần ra được là nhà lao nào thì ta có thể cứu Dì Như ra. Trong nhà lao còn giam rất nhiều tộc nhân khác. Ý của các trưởng lão là không chỉ cứu Dì Như mà còn phải cứu họ nữa. Được. Chuyện này cần lên kế hoạch kỹ. Còn chuyện gì à? Các trưởng lão lo là chuyện cứu người sẽ khó khăn, cho nên tùy trưởng lão muốn lập khế ước máu với Thanh Dương để ép hắn thả tộc nhân ra.
Còn 3 ngày nữa đến lễ thành hôn. Yên tâm đi, trước lễ thành hôn ta sẽ hoàn thành lời hứa của ta. Ta lấy danh nghĩa thủy tộc lập lời hứa với Thanh Dương Điện Hạ. Ngươi làm gì đó? Đây là khế ước máu của thủy tộc. Một khi được lập sẽ tự tổn thọ, dùng mạng mình giết kẻ địch, thả dì Như và những người, đồng thời đảm bảo không làm hại Bạch Anh nữa. Nếu không, ta sẽ khởi động khế ước máu. Hậu quả chắc ngươi rõ. Ngươi nói trò cười gì đấy? Nếu các ngươi lợi hại như vậy thì sao lại ra nông nỗi này? Nếu người không tin, thì có thể thử xem. Điện hạ, quận chúa, đại tư mệnh, sao thế? Xảy ra chuyện gì à? Ayu và Toma đều biến mất rồi. Biến mất? Là sao? Điện hạ, lão thần đang điều tra chuyện điện hạ bị nhện Ngụy Linh tấn công. Hiện giờ Ayu, Toma lần lượt biến mất, e là hai người họ không thoát khỏi liên quan. Không, chắc chắn không liên quan tới Toma. Sao điện hạ biết không liên quan chứ? Lẽ nào điện hạ không nói thật với lão thần? Ta nói hết với đại tư mệnh rồi. Lão thần chắc chắn sẽ tra rõ. Xin điện hạ yên tâm. Quận chúa, phải làm sao đây? Ayu và Toma đều biến mất. Liệu hai người họ có phải là đồng bọn không? Không có đâu. Lúc Toma lên tháp, Ayu ra sức tiến cử Toma để hắn hầu hạ ở điện chính. Giờ nghĩ lại đúng là hơi đáng nghi. Không thể nào là Toma. Quận chúa, vậy nô tỳ đi thăm dò thêm. Quận chúa đừng lo quá. Toma, là ngươi đã khiến cho hoa tuyết anh nở sao? Ngươi đã đi rồi à? Quận chúa, người đã ở đây cả ngày rồi. Chúng ta mau về tẩm điện đi. Quận chúa, 2 ngày nữa là lễ thành hôn.
Có một số chuyện nên buông bỏ thôi. Hôm nay là tiết hoa thần nhỉ. Quận chúa, em giúp ta một việc. Con không nên dùng ký ức báo với Thanh Dương. Vì như chết cũng không đáng tiếc. Nhưng con thì khác. Mọi người đều giống nhau. Ai con cũng phải cứu. Nhưng con là dì Như không cần lo. Thanh Dương tham sống sợ chết, hắn sẽ nghe lời thôi. Hơn nữa, chúng ta vốn dĩ sống lâu hơn người không tan. Nhưng ta biết sự nguy hiểm của khế ước máu, không đáng để liều mạng vì Thanh Dương. Thanh Dương không đáng, nhưng dì Như và những người khác thì đáng để con làm vậy. Sau này đừng nói mấy lời như mình không phải hải hoàng nữa. Mọi chuyện con làm đủ để chứng tỏ con có thể gánh vác được trách nhiệm của hải hoàng. Ta nên gọi con một tiếng thiếu chủ. Thiếu chủ, chúng ta cùng về đại danh kính hồ đi. Con còn một chuyện phải hoàn thành, ngày mai sẽ về. Thiếu chủ, còn chuyện gì nữa? Dì Như đừng lo, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Pháo hoa đẹp quá. Đúng vậy. Đẹp quá. Nhìn kìa, đẹp quá. Náo nhiệt ghê. Quận tiểu thư, chúng ta cũng đã đến dự tiết hoa thần rồi. Chúng ta mau đi thôi, về lại tháp. Ta vẫn chưa ước nữa. Mục đích chúng ta xuống là đây mà. Bạch Anh, Bích Lạc Hải rất đẹp. Chúng ta có thể cùng đi ngắm Thất Hải Liên Thiên, đi nghe tiếng sóng dỗ. Không biết có còn cơ hội này không nữa. Thanh Dương đại nhân, Diệp Thành đột nhiên có thêm lính gác. Ngài biết là sao không? Sư Bành đại nhân không cần lo. Họ tưởng là phái thêm lính là sẽ giữ được Diệp Thành sao? Ta đã chặt đứt lương thực của họ. Họ không chống đỡ được mấy ngày đâu. Vậy thì tốt. Bản Dương còn một chuyện muốn nhờ. Ta sẽ bẩm báo vị đại nhân đó. Đại nhân. Đại nhân, chuyện gì? Kính tháp truyền tin tới, Thái tử phi xuống tháp rồi. Chạy chậm thôi, cẩn thận. Xin lỗi nhé.
Lại đây, lại đây. Nương tử, vừa rồi nàng ước gì đó? Nói nghe xem. Nói đi. Nhìn kia, đó là gì? Đó là cây hoa thần, nở đẹp quá.